Tôi sử dụng BT50 từ 2014, phiên bản 2.2, số sàn và 2 cầu. Đến năm 2016 thì là có lấy thêm bản 3.2, cũng 2 cầu và số tự động. Cái lý do mà tôi chọn BT50 thì cũng như là cái tiện ích của cái xe bán tải thì là nó đi được mọi địa hình. Hai nữa là phục vụ cho cái nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp, cũng phải đi thường xuyên đi công tác làm thị trường ở các khu vực vùng núi Tây Bắc. Thành ra là cái bán tải này thì nó rất phù hợp với lại đơn vị của tôi. Ngoài cái vận hành nó rất là tốt rồi thì tôi ấn tượng với này Mazda BT50 là có những cái, thứ nhất là cái giá bán là nó phù hợp với lại cái nhu cầu và cái điều kiện của tôi. Cái thứ hai nữa là dịch vụ của Mazda BT50 và nó rộng khắp 64 tỉnh thành. Ngoài ra thì về cái chi phí về bảo dưỡng bảo trì là nó cũng phù hợp với lại so mặt bằng chung với lại các hãng, thì là tôi thấy là Mazda BT50 này chi phí bảo hành bảo trì là nó cũng phù hợp không cao. Cái thứ ba nữa là xe thì cũng là rất là tiện nghi, cũng có đầy đủ trang bị cái an toàn, về an toàn về túi khí, về Bluetooth, về camera, về cảm biến. Nói chung là tôi rất là thích BT50. Qua tìm hiểu thì thấy là BT50 là mới ra một cái phiên bản 2018, là cũng là bản 3.2, thì tôi thấy là có cũng đầy đủ các cái tiện nghi, là trang trí màn hình DVD và cảm biến các thứ nó đầy đủ, và ghế lái thứ tự động thì cũng có khả năng là tôi cũng nghĩ đến là sẽ lấy thêm một bản 3.2 nữa. Đối với tôi, Mazda BT50 không chỉ là một phương tiện đi lại mà còn là để phục vụ cho công việc và là một người bạn đồng hành trong cuộc sống.